tôi nữa qua với những khó khăn, không thật nhiều thành công với chúng ta ai cần. Mình vẫn bước đi đến vinh quang, chẳng ngừng ngại gian khó. Mấy năm qua rồi ta lại cùng ập hòa nơi đây, cùng nhìn lại trong gái với những thành công thất bại, để một mây trong tay đến những cột mốc cùng kể nhau nghe. Một ai cần cùng với những con người thật là nhiều nhiệt huyết đam mê với công việc, để vươn xa đến những đỉnh cao trong nghề nội thân. Cùng chung tay đồng lòng với nhau tạo thật nhiều kiệt tác, cùng nhau cháy hết mình để mai sau khi ta quay lại thật là tự hào. Một ai cần hôm nay mạnh hơn hôm qua, Chúa nói một câu cảm ơn tất cả. Hy sinh thời gian và bao cống hiến, I can know, I can know. Mấy năm qua rồi ta lại cùng ở bên nơi đây, ta hân hoan ở lại đây với những thành công thất bại, để một mai trong tay đến những cột mốc cùng kể nhau nghe. Một ai cần cùng với những con người thật là nhiều nhiệt huyết đam mê với công việc, để vươn xa đến những đỉnh cao trong nghề nội thân. Cùng chung tay đồng lòng với nhau tạo thật nhiều kiệt tác, cùng nhau cháy hết mình để mai sau khi ta quay lại thật là tự hào. Mỗi chặng đường đã qua đều ghi dấu ấn của mỗi cá nhân, đó là những kỷ niệm, niềm vui, sự quyết tâm trước mọi thách thức, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, và có cả những giọt mồ hôi. 2.555 ngày đi lên từ gian khó, 84 tháng vượt chông gai, 7 năm không ngừng sáng tạo. Tôi tự hào, bạn tự hào, Icon Interior, hành trình 7 năm tự hào và bản lĩnh. Một ai cần cùng với những con người thật là nhiều nhiệt huyết đam mê với công việc, để vươn xa đến những